Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review chúng ta một cái động cơ 75, hay gọi là một cái motor 75 12V. Đây là động cơ giảm tốc, nó chỉ còn khoảng 230 vòng mỗi phút mà thôi. Thì đây là cái motor mà mình mua thì shop nói là cái nhông nó bằng kim loại, mình không biết có bằng kim loại hay không. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho chúng ta xem có phải là nhông bằng kim loại hay không, và mình sẽ test thử cho chúng ta biết là khi hoạt động thì cái động cơ này nó tiêu tốn bao nhiêu watt, để từ đó chúng ta có cái kế hoạch và chúng ta chuẩn bị bình ắc quy cho nó phù hợp. Thì đầu tiên là mình sẽ cho chúng ta biết cái nhông của cái động cơ này nó là bằng kim loại hay bằng nhựa nha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Shop thì shop nói là bằng kim loại, mình cũng không biết là bằng kim loại hay bằng nhựa. Bây giờ mình mở ra cho chúng ta xem. Nếu mà bằng kim loại thì chúng ta chế xe đạp điện á, nó sẽ bền. Còn nếu như nhông bằng nhựa thì thua nha, chúng ta chạy nó sẽ bị bể đó, nó sẽ không có được mạnh như giống như nhông bằng kim loại. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mở ra. Ui, đây là mới nghe, động cơ mới hoàn toàn nghe. Mở bò nó chỉ dính có một vài chỗ nè, còn mới sáng bóng luôn. Rồi còn đây là phía bên trong của đây. Rất là mới nha, hoàn toàn là chưa qua sử dụng nha quý anh chị các bạn. Rất là êm luôn, nhìn thấy rất là thích mắt luôn nè. Mở bò còn nguyên luôn, và nhông, tất cả cái nhông này bằng kim loại hết. Rất là chắc chắn luôn. Với cái nhông bằng kim loại như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chế xe đạp điện được. Tất nhiên là chúng ta chạy trong khoảng thời gian ngắn thôi, và chủ yếu là để review thôi, chứ còn nếu chúng ta chạy lâu thì nó cũng sẽ bị mòn. Vì đây là không phải là thiết bị chuyên dụng. Cái này chúng ta có thể nhấc ra được. Tất cả nhông bằng kim loại hết nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào, rồi sau đó mình sẽ đo thử coi là cái động cơ này nó tiêu tốn năng lượng như thế nào. 12V, không biết nó tiêu thụ bao nhiêu watt đây. Bây giờ nếu chúng ta biết nó tiêu thụ bao nhiêu watt thì chúng ta sẽ chủ động trong vấn đề chuẩn bị ắc quy. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái đồng hồ đo rồi, và một cái bình ắc quy lithium đây mình đã kết nối sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test cho chúng ta. Đây mình sẽ dán vào đây một cái băng dính này để cho chúng ta thấy khi cái động cơ quay. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nguồn cho cái motor. Đây mình đã chuẩn bị sẵn các cái đầu kẹp rồi. Rồi khi mình ghim vào á, mình kẹp vào thì chúng ta xem trên cái đồng hồ đo này nha. Chúng ta thấy hiện giờ là 0 watt nè. Coi nó chạy lên được bao nhiêu watt nha. 9 watt. 9,5 watt. Khi nó khởi động là tầm khoảng 9 watt nha. Dòng tiêu thụ là khoảng 0,7A. Đây mình sẽ thử lại một lần nữa. Nó chạy tầm khoảng 9W. Giờ xuống còn 8W mấy. 8,5W, 8,7W. Nếu mà sử dụng này nó tầm khoảng 9W thì với một cái bình ắc quy đề xe máy của mình tầm khoảng 40-50W thì nó chạy cũng được khoảng 4-5 tiếng, chạy rất là lâu đó, không phải đơn giản đâu. Và cái số vòng ở đây là 230 vòng trên phút, thì tương ứng với một giây là khoảng 4 vòng. Thì bây giờ chúng ta có thể kiểm chứng được nè. 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta đếm 4 lần thì khoảng 1 giây 4 lần. Và mình cũng đã thử rồi. Mình đã đếm thử là 40 vòng mà trong vòng 10 giây. Thì nó tương ứng với đó là tầm khoảng 230 vòng trên phút. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy mà nó chạy chậm quá thì chúng ta có thể là tăng giảm kích thước của nhông lên để chúng ta chế xe đạp điện. Đây khi nó chạy ổn định nó xuống còn có khoảng 7,5W thôi nha. Vậy chạy khoảng 5 tiếng. Thì cái động cơ này cũng rất là ít tốn điện. Có thể là nó như thế nào mình không biết. Bây giờ mình sẽ lấy một cái động cơ 75 khác. Đây mình có một cái động cơ 75 khác nè. Động cơ này động cơ hàng bãi. Và động cơ này thì không có nhông gì cả. Mình sẽ thử coi là công suất việc mà
nó là bao nhiêu watt, bởi vì thằng kia là nó qua cái nhông xích rồi là nó chỉ chạy khoảng 8 watt thôi, 7,5 8 watt thôi. Bây giờ chúng ta xem nha. Giờ mình kích đề nè. Rồi nó chạy là khoảng 30 mấy watt á. Giờ mình thử lại nha. 50 mấy gần 60 watt. Tất nhiên là với cái motor thì khi nó đề thì nó sẽ tốn nhiều điện hơn. Tuy nhiên nó chạy ổn định nó tầm cũng khoảng 30 mấy watt thôi. Cái động cơ kia thì nó chỉ có khoảng 75 watt, còn này tới khoảng 30 mấy watt. Rồi thì nó gấp 4 lần. Gấp 4 lần. Mà mình cũng cảm giác là nó chạy nhanh hơn thằng kia đó. Chạy rất là nhanh. Thì với 30 mấy watt này thì với cái bình ắc quy lithium này nó chạy khoảng hơn tiếng hồ. Thì tới đây nếu như trong trường hợp mà mình sử dụng cái động cơ kia mà nó hơi yếu, mình có thể là lấy cái động cơ 75 này gắn qua. Thì có thể là do hai đời động cơ khác nhau. Do hai đời động cơ 75 khác nhau. Cho nên là nó có sự chênh lệch về số vòng. Vì thằng này nó ghi là 12V 4500 là cái thông số gì mình không biết nè. Còn bên đây nó ghi là 8514. Nói chung các thông số mình cũng không rành. Mình chỉ biết là thằng này là nó tiêu thụ điện gấp 4 lần và mình cảm giác là nó quay nhanh hơn. Bởi vì không thông qua cái nhông cho nên mình cũng sẽ không biết chính xác là nó chạy bao nhiêu vòng. Vậy thì vừa rồi là mình đã cho chúng ta biết á là với cái động cơ giảm tốc mà mình định chế xe đạp điện á thì khoảng 230 vòng một phút á thì nó tiêu thụ khoảng 7,5 đến 8 watt thôi. Mình lấy 8 watt cho nó tròn. 8 watt điện. Với cái chiếc bình xe máy của mình nó là mình nạp đầy vô tầm khoảng 4A đi. 4A thì nó ra khoảng 480 watt. 48 watt. 48 watt thì nó chạy cái này khoảng 5 tiếng. 5840 hơn 5 tiếng luôn. Rồi tới đây mình sẽ thử. Mình sẽ thử cái này cho nó vào chiếc xe đạp á, vào xe đạp điện để mình xem coi cái số vòng chạy như thế và cái lực của nó có thể kéo được cái chiếc xe đạp hay không. Mình cũng định chế chiếc xe đạp mini thôi. Để chủ yếu là review chúng ta xem. Chứ còn nếu cái động cơ này mà chúng ta sử dụng lâu thì có vẻ nó không chắc không có bền lắm. Bị cái găng nó nhỏ chúng ta biết là trong quá trình chạy thì nó phải hao mòn. Mà nếu nó hao mòn như thế thì rõ ràng là nó sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên nếu chúng ta làm review thì ok. Hoặc là chúng ta chạy một lần nhiều cái động cơ này thì mình nghĩ nó sẽ ổn. Thì vừa rồi là mình đã review chúng ta xem cái động cơ 75 nó tiêu thụ bao nhiêu điện, cũng như là cái nhông của nó có phải là bằng kim loại hay không. Thì cái động cơ này hoàn toàn mới nha, và mình cảm thấy là shop giao đúng cái sản phẩm mà mình cần và khá là chất lượng luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.